Kính thưa quý vị và các bạn, hầu hết những ai mà đang quan tâm đến cái vụ việc của Thiền Am bên bờ vũ trụ á, của Tinh Hồn Lai á, thì đều biết rằng có rất là nhiều những cái mắc xích cần tháo gỡ thì cái vụ việc của Thiền Am bên bờ vũ trụ nó mới được sáng tỏ. Như là mắc xích về gia đình ông Thắng, về Diễm My, về Minh Tùng, về những nhân chứng khác, nói chung là rất nhiều. Mấy hôm nay có hai cái mắt xích quan trọng nhất mà nó đang chạy song hành với nhau, đó là cái câu chuyện của Diễm My, câu chuyện của Diễm My và câu chuyện của Lê Thanh Minh Tùng. Hai cái chuyện này nó đang song song với nhau, một bên nhảy lên kênh kia nhảy xuống gì đó. Nói chung nó được đông đảo bà con cộng đồng mạng quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà nếu xét về sâu xa chút, suy nghĩ kỹ lại đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cả hai cái người con đều đứng ra tố cáo cha ruột của họ. Nếu như câu chuyện của Lê Thanh Minh Tùng, một phần á, là do cậu ấy tận mắt chứng kiến những cái việc làm sai trái của ông Lê Tùng Vân, và cũng là một trong những cái nạn nhân của gia đình ông Lê Tùng Vân luôn, thì bên cạnh đó còn rất là nhiều những nhân chứng khác có thể đứng ra chỉ rõ những cái lời nói của Minh Tùng là đúng, người ta có thể làm chứng cho Minh Tùng luôn. Đấy. Cộng thêm nữa là báo chí nè, rồi đài truyền hình nè, rồi và rất nhiều người trên YouTube người ta đăng tải những cái thông tin cũng trùng khớp với những cái lời nói, những cái việc làm, những cái gì mà Lê Thanh Minh Tùng và những nhân chứng khác người ta đã nêu ra. Vậy thì trong cái mắt xích quan trọng khác của Diễm My đó, của cô Võ Thị Diễm My, thì ai đã chứng thực cho những cái lời nói của cô gái này? Ai có thể khẳng định rằng cái cô gái này bị cha ruột cô ấy có hành vi đồi bại đó? Chúng ta chưa có nghe ai chứng thực những cái lời nói đó từ những cái người thân, hay là nói chung là không có ai nói cho rằng là cô ấy nói thật hết. Chỉ có chăng là những cái tay mà YouTuber mà fan cuồng đó, họ đang bán lời nói để lấy tiền, như là gì Toán Từ Trần nè, Lan Lưa Thưa, ông già Canada, hay là bà ba nhà chứa rồi đó. Nói chung là những cái YouTuber fan cuồng mà bảo vệ Tà Am đó. Nói chung là rất rất nhiều những cái YouTuber bẩn đó đang bao che cho gia đình tà đạo Lê Tùng Vân, thì cũng bao che cho Diễm My luôn. Đấy. Vậy thì khi bỏ lên bàn cân giữa Minh Tùng và Diễm My, khi mà bỏ lên bàn cân thì chúng ta sẽ thấy bên nào nặng hơn? Theo cả nhà nghĩ là bên nào nặng hơn? Và chúng ta nên nên tin tưởng bên nào hơn? Bên nào đáng tin cậy hơn? cái câu hỏi này thì rất đơn giản, nhiều người nhìn vô biết ngay, đúng không? Tất nhiên chúng ta là người công dân nước Việt Nam thì cơ quan truyền thông của Việt Nam đã phát lên thông tin thì chúng ta phải tin thôi. Đó. Chuyện này chắc các bạn đã có câu trả lời rồi. Nhưng mà nói riêng mình luôn, mà nói thẳng là chọn Lê Thanh Minh Tùng. Nên Lê Thanh Minh Tùng nói sẽ có cái giá trị hơn rất là nhiều so với Diễm My. Đấy, khẳng định luôn. Còn cái chuyện mà các bạn có tin vào ai thì chuyện của bạn thôi. Nhưng mà đối với mình thì những cái lời nói của Minh Tùng nè, rồi của rất nhiều nhân chứng nè, rồi của báo đài nè, thì đáng tin hơn rồi ha. Rồi, còn một cái chuyện nữa cũng có liên quan đến Diễm My và gia đình cô ấy, đó là cái vụ lùm xùm của ông Thắng bà Mai, người ta đi tìm con, tức là tìm Diễm My á, rồi xảy ra xô xát vào tháng 10 năm 2019 đó. Thì hiện tại ông luật sư Lê Ngọc Lân đã ký hợp đồng bảo vệ pháp lý cho cái tà am bên bờ vũ trụ á. Thì mới đây vị luật sư này đã có một cái bài đăng ở trên Facebook á, nói về cái chuyện này. Cách đây khoảng một tuần thì luật sư này cũng đã đăng một bài rồi, một bài nói chung là bài rất là ai oán, nói về viện kiểm sát, nói về cơ quan công an điều tra của Đức Hòa thế này thế kia. Thì đúng một tuần sau, luật sư này tiếp tục có một bài đăng về vấn đề này. Vấn đề rất là nóng hổi vì luật sư này rất là biết PR mà. Đấy. PR như thế nào chút một xíu mình nói ha. Bây giờ mình sẽ đọc cái nội dung của ông luật sư này cái đã. Nội dung là hồi họp và tin tưởng vụ án rất nóng tại Đức Hòa, Long An sẽ có ánh sáng công lý. Đấy, tựa đề rất là tự tin ha. 2 giờ sáng hôm qua,
sau buổi thực nghiệm điều tra vụ án Kiều Quang tại Đồng Nai, thì sáng sớm nay các luật sư Gon Khay đã có mặt tại Long An theo thư mời từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đức Hòa để làm việc về văn bản kiến nghị khẩn cấp mà chúng tôi đã gửi trước đó. Trước đó có làm cái thư khẩn cấp đó cả nhà. Với sự tiếp nhận một cách cởi mở từ cơ quan điều tra, luật sư đã cung cấp các chứng cứ, phân tích mổ xẻ việc bỏ lọt tội phạm. Chúng tôi đã nói rằng dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Các hình ảnh, clip cho thấy rõ ràng hành vi phạm tội là 100%. Luật sư này kết tội luôn rồi đó cả nhà. Kết tội là phạm tội 100% luôn rồi đó. Không cần xem xét tình tiết từ trước đến nay sao ha. Chỉ nhìn là thấy cái video clip trên mạng là kết tội liền. Quá hay. Ông này mà làm quan tòa là ghê lắm ạ. Rồi, nếu không khởi tố thì niềm tin vào pháp luật về chính quyền của họ sẽ mất hết. Buổi làm việc diễn ra gần 2 giờ đồng hồ. Các ý kiến đề nghị đã được cơ quan điều tra Công an Đức Hòa lắng nghe và tiếp thu. Chi tiết buổi làm việc đặc biệt quan trọng này chúng tôi chưa thể tiết lộ, chỉ muốn nói rằng mọi người hãy tin vào sự nghiêm minh của pháp luật. Thả tim rồi bông hoa hồng rồi đó. Một luật sư này rất là màu mè ngay cả nhà, rất là thích thả thính thả tim đó. Rồi, Đức Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2020, luật sư Lê Ngọc Luân. Cái gì thấy sao? Thật sự thì đến thời điểm này á, mình xin khẳng định luôn, vị luật sư Lê Ngọc Luân này rất là giỏi. Giỏi ở chỗ nào cả nhà biết không? Giỏi ở chỗ là nhảy bén á, nhảy bén để đánh bóng tên tuổi, để PR tên tuổi, PR cho cá nhân rồi PR cho tổ chức của anh ta đó. Không tin cả nhà cứ vào cái trang Facebook cá nhân của anh ta đi. Trong đó toàn là những cái bài đăng ha, những cái lời nói chung là tự cao tự đại dữ lắm mà. Đến nỗi mà đi làm từ thiện còn phải bay xuống nước chụp hình lên đưa lên nữa chứ. Rất là hay, anh ta rất là tài giỏi trong cái việc mà đánh bóng tên tuổi ha. Còn những cái bài đăng trên Facebook là cả nhà thấy luôn á, toàn là kể về những cái chuyện anh ta thắng không à, đánh đâu thắng đó mà. Hầu như cái vụ án nào, cái phiên tòa nào mà có mặt của anh ta là chắc chắn cái phần thắng sẽ nghiêng về Gon Khay đó, ghê chưa. Và trong cái vụ án của Thiền Am bên bờ vũ trụ á, thì chúng ta thấy lại càng thấy rõ cái anh chàng này rất biết PR cho bản thân, PR cho bản thân rồi cho tổ chức luôn, cho cái tổ chức Gon Khay của anh ta đó. Thì nói chung cũng để là nhằm lôi kéo một cái số fan cuồng ở bên Thiền Am chạy qua thôi. Và trong cái bài đăng mới nhất về cái vụ việc có liên quan đến Thiền Am bên bờ vũ trụ á, anh ta còn hứa hẹn á là nay mai gì đó sẽ có một cái buổi livestream để trả lời về cái vụ việc này. Thì tất nhiên nó sẽ làm cho fan cuồng của Thiền Am bên bờ vũ trụ càng say đắm cái anh chàng màu mè này rồi ha. Rất là thích thả thính thì thả cái là dính thính liền. Và từ đó thì chúng ta thấy rằng á, trong cái vụ việc lần này, không biết là Thiền Am bên bờ vũ trụ hay là gia đình của ông Thắng sẽ ra sao, mình không biết ai thắng ai thua. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng á, cái ông luật sư Lê Ngọc Lân này sẽ là người thắng lớn nhất. Chắc chắn là vậy. Ông thắng được rất là nhiều fan cuồng nè. Rồi có nhiều cách để đánh bóng tên tuổi nữa. Từ ngày bước chân vào cái vụ việc này là anh ta kêu bằng tăng hàng trăm ngàn người theo dõi đó. Bởi vậy nếu mà có cãi thua cái vụ này chăng nữa thì anh ta cũng đổ thừa là người này người kia hay là thế này thế kia gì đó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều rằng á, mấu chốt của cái vấn đề ở Thiền Am bên bờ vũ trụ á, phần lớn á, nó nằm ở chỗ Lê Thanh Minh Tùng kìa, chứ không phải nằm trong cái vụ án mà có liên quan đến gia đình của ông Thắng, bà Mai và của Diễm My đâu ha. Bởi vậy á, thực sự thì sáng giờ khi mà cái clip của Thiền Am họ up lên nói rằng họ khuyên bảo Diễm My về đó, thì có rất là nhiều anh em, rất là nhiều người hỏi mình á là em có tin rằng cái video clip của Thiền Am bên bờ vũ trụ up lên hôm qua là đã làm cách đây một năm hay là mới làm, mới dàn dựng đây? Thì nhiều người hỏi mình là có tin vào cái video clip đó là họ làm là thật sự hay không, hay là mới dàn dựng đây? Bởi vì nhiều người cũng phát hiện ra cái mụn á, mụn ở bên mặt trái của Diễm My á, thì nó cũng tương đồng với cái khuôn mặt của cô gái này ở trong cái video clip cách đó vài ngày tại Am họ up lên. Rồi thêm điểm nữa là cái khẩu trang cả nhà, khẩu trang của Diễm My đeo á,
thì nó phổ biến vào khoảng tháng 2, tháng 3 năm 2020, tức là khi mà dịch bệnh đang bùng phát dữ dội đó. À, chứ còn hồi cuối năm 2019 á, thì khi đó dịch nó đang bùng phát bên ở Trung Quốc. Việt Nam mình thì chưa có nhiều, do đó cái khẩu trang này nó chưa phổ biến. Lúc đó người ta thường là đeo khẩu trang y tế, khẩu trang 3 lớp, 4 lớp, khẩu trang xanh, trắng, hồng rồi đó. Ừ. À, rồi tiếp cái nữa là cái mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm xuất hiện vào phút 6 phút 30 giây trong cái video clip của Thiên Am á, thì là cái mũ bảo hiểm của công ty Khánh An. Người ta chạy chương trình khuyến mãi tặng nón bảo hiểm vào vào khoảng 15 tháng 5 năm 2020. Đó là cũng khoảng giữa năm 2020 chứ không phải là cuối năm 2019. Đấy. Thì nói chung á cũng có rất là nhiều những nghi vấn và là người ta đã nghi ngờ cái chuyện này là nó dàn dựng, cái video clip mới đây là dàn dựng. Nhưng mà theo quan điểm của mình á thì cái tính xác thực cái video clip đó đó, xác thực về cái thời gian á, thời gian thời điểm nào đăng á, thì nó không có quan trọng quá, đúng không? Cái video clip đó quan trọng ở cái nội dung. Thì sáng nay mình cũng đã làm cái bài phân tích sơ về cái vấn đề đó rồi ha. Do đó mình xin nhắc lại một lần nữa là cho dù cái phiên tòa nó có sự hiện diện của luật sư Luân và gia đình Diễm My á, nó cho ra kết quả như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không có làm thay đổi được cái bản chất, bản chất của vụ việc trong cái gia đình của ông Lê Tùng Vân, của Thiện Am Minh Bà Vũ Trụ, đúng không? Bởi vì cái khi mà báo chí rồi đài truyền hình người ta đưa tin rồi, Minh Tùng đã nói rồi, một số nhân chứng đã lên tiếng thì đâu có làm thay đổi được cái sự thật đó, đúng không? Còn nếu mà các bạn không tin á thì hãy đi chứng minh, đi đưa ra những cái bằng chứng chứng minh là báo chí đài truyền hình đã đưa thông tin sai sự thật đi. Rồi tới đó thì sẽ có rất là nhiều người ủng hộ, chứ chúng ta đâu có cần thiết phải ngồi đó rồi phán như là thánh vậy, đúng không? Bây giờ cuộc sống bây giờ mà đâu có thần thánh gì. Bây giờ chúng ta hãy căn cứ vào cái chứng cứ, vào vật chứng, vào nhân chứng đầy đủ, chứ hơi sức đâu ngồi đó phán bừa rồi đóng mò. Làm như vậy thì đâu có ai có ra gì, thấy không? Rồi xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.